Những người mà Đức Chúa chọn anh chị em là những người được Chúa dựng nên với những cái tính cách, với những cái ngoại hình nó phù hợp với cái công việc mà Chúa đã định cho họ hoàn thành ở tương lai. Tôi và anh em không phải là cái sản phẩm tình cờ đâu, mà để có một cái người như tôi và anh em á thì Chúa phải chọn bao nhiêu cái người phía trước đó. Cho nên hãy nhìn vào trong cái gia phả của Chúa Giêsu, để mà Giêsu ra đời bởi nữ đồng tính á, nó có hàng loạt những cái con người phía trước đó. Nó hội đủ tất thải mọi cái chi tiết cần thiết để khi đúng cái thời điểm đã định Giêsu xuất hiện. Sứ đồ Phêrô khích lệ tôi và anh em ở trong Phêrô thứ 2 đoạn 1 câu 10 câu 11. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã, và nhờ đó anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng. Nhiều khi tôi và anh em cứ theo đuổi những cái chuyện mà đối với người đời có thể là rất là quan trọng, nhưng mà khi so sánh với cái mục đích cuối cùng mà Đức Chúa Trời chọn lựa mình và cho phép mình xuất hiện ở trên đời này, mình thấy nó lạc đó. Nên xin Chúa cho anh chị em nhắm vào cái mục đích mà Chúa kêu gọi mình, và cái cuộc đời của anh em nó thay đổi, và những cái thứ rườm rà không cần thiết anh em sẽ dễ dàng vứt bỏ.